gần ngàn nó tương tự. Thì dù gì ta đã biết cái tâm tư, kể về một người con gái sẽ thành một câu chuyện bất tử. Biết cái gian sơn và ta biết như hoa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Một thế giới tiêu này có phải cái chấm lạ, từ sáng sáng người sáng lại tự giúp ta bỏ cái tâm tà. Tại sao ngọc nhường dứt dọc lệ gia nhân, ta biết chiến thiên nhẹ nếu duyên này ai nhanh. Ngọc mưu ta cũng là trai tâm chất, rồi xin ra hạ.